bây giờ chúng ta đã vào tiền để mua chứ nếu chúng ta có tiền là nếu trong thời điểm này mà nếu cầm tiền thì cái điều đầu tiên đấy là cần phải tìm sản phẩm bất động sản hoặc các cái cánh đầu tư phù hợp với cái tiềm năng thể mạnh của mình đó là cái đầu tiên cái thứ hai là nếu thật sự đầu tư bất động sản thì phải loài bất động sản nào đầu tư ở đâu đầu tư như thế nào bởi vì có nhiều anh chị bây giờ mua vào thời điểm nào cũng mất bởi vì bản chất là mua đã sai từ ban đầu sai về giá sai về chiến lược sai về tư duy hiện nay nhiều bất động sản nó phải tiếp tục xuống nữa nhanh chị vì vậy nếu mà mua đúng những cái bất động sản xuống đây thì năm năm sáu nó mới tăng giá bởi vì những cái bất động sản nằm ở trung tâm thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thì cái thời gian vừa qua đã xuống và bây giờ nó đã ít xuống hơn nhưng cũng có nhiều người đáng quả cần tiền thì có tiếp tục bán theo cái giá mức độ của người tụng tiền như thế nào hiện nay ở trung tâm thành phố bạn ngày hôm nay ngày mai có người mua ngay tùy theo cái mức đồ mình hà giả như thế nào nhưng rẻ hay đặt đều có người mua nhưng nếu như thời điểm này nhiều cái tỉnh lẻ anh chỉ có hà giả nữa không có người mua bởi vì một là người ta không có tiền cái thứ hai là người ta không có nhu cầu mà bất động sản để gọi là đầu cơ nhưng ở thành phố là nó có nhu cầu và nhiều người muốn mong muốn sở hữu một cái bất động sản thì bây giờ là cái cơ hội cho những người có nhu cầu ở thực hoặc có tiền mặt để vào thị trường này đó là một trong những nhóm bất động sản cần tìm hiểu ngay tại trung tâm thành phố lớn bất động sản có dòng tiền bất động sản mà đi theo hạ tầng